mục Đọc Sách Giùm Bạn thân ái chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Đọc Sách hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về một vị tông đồ nổi tiếng, được mệnh danh là tông đồ các dân ngoại qua lá thư ngỏ gửi cho Saulo. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Anh Saulo rất thân mến, tôi mới lượm được một nguồn tin rất chính xác. Nhờ đó tôi biết rằng bây giờ anh đang ở Tarso với bố mẹ. Mọi người đang nhìn anh một cách trìu mến. Bố anh thì mừng quá vì không còn phải nhíu mày nghiến răng nghe tin anh trói đàn ông, trói đàn bà để hành hạ, để tra tấn. Mẹ anh thì miệng lúc nào cũng chúm chím như hoa quỳnh đang chậm chạp mở cánh vì không còn phải nghe sớm giềng đàm tiếu về anh nữa. Còn anh thì đang trải qua những ngày tháng đẹp như mơ, mơ mà lại rất thật. Anh mãi mê đọc Thánh Kinh, đọc từ cuốn sách Sáng Thế Ký cho đến cuốn Malachi, đọc đi đọc lại, đọc mãi không chán. Anh cúi gằm mặt xuống để đọc. Anh lấy ngón tay viết lên từng nét chữ để khỏi bỏ sót. Anh đọc chăm chỉ y như người ta mò vàng trên bãi cát. Ngồi câm như hến, ngón tay khẩy nhẹ nhàng, khẩy mãi, bỗng lóe lên một mảnh trấu sáng chói. Vàng, trời ơi là trời! Hôm ấy anh đọc cuốn sách Sáng Thế Ký. Chúa sáng tạo ánh sáng và tinh tú. Chúa sáng tạo cây cỏ, dã thú, chim trời và cát biển. Chúa lấy đất sét sáng tạo ra Adam. Chúa lấy xương sườn Adam để làm ra Eva. Chúa đi dạo với Adam và Eva như người cha thân thương chơi dung dẻ với bé thơ. Eva bị con rắn lừa gạt mà ăn trái cấm. Adam nể Eva mà đồng phạm tội chống lệnh của Chúa. Chúa đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn. Chúa gằn giọng kết án con rắn. Vì mi cám dỗ người đàn bà phạm giới, nên ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người đàn bà. Và sau này, dòng dõi người đàn bà sẽ đạp nát đầu mi. Đọc đến đây, anh đứng bật dậy, la ầm lên. Đấy rồi, đấy rồi. Bố mẹ anh chạy lại hỏi hối hả. Cái gì vậy? Đây là lời tiên tri nói về đấng cứu thế. Dòng dõi người đàn bà sẽ đạp nát đầu mi. Đấng cứu thế là Đức Giê-xu, người đã đến để giải phóng chúng ta khỏi tội và đưa chúng ta về làm con Chúa. Ba người đứng lặng nhìn nhau, ngây ngất. Phát giác đầu tiên này làm anh nổi hứng. Thế là anh hì hục đọc Kinh Thánh, đọc để thấy những lời tiên báo về đấng cứu thế, về một Đức Giê-xu Nazareth mà anh đã truy nã. Hối hận quá chừng, nhưng cũng yêu thương vô cùng vô tận. Ngoài những giờ đọc Kinh Thánh để tìm ra tín hiệu về lịch sử cứu độ, anh còn dành rất nhiều thời giờ để cầu nguyện. Anh không còn cầu nguyện như các ông kinh sư nữa. Anh chán các cảnh đứng giang tay giữa ngã ba đường phố, miệng đọc oan oan những bài thánh vịnh, giống hệt con buôn Ả Rập ngoác mồm quảng cáo hàng hóa Ba Tư. Anh ngồi một mình trong phòng riêng, ngọn bạch lạp nhạt nhòa, lung linh. Anh không cầu nguyện bằng lời. Anh nghĩ về một nơi xa xăm. Anh muốn gặp Đức Giê-xu ở Nazareth, ở Ca-phác-na-um và ở Đa-mát. Anh muốn thấy Ngài giảng. Anh muốn rờ vào tua áo của Ngài. Anh muốn cầm lấy bàn tay của Ngài. Và anh đã được gặp Ngài mặt đối mặt. Tối hôm ấy, bố anh gọi: Saulo, xuống ăn tối con. Saulo, Saulo, đói rồi con ơi, xuống mau đi. Bố anh chạy lên, đẩy cửa. Ông đứng sững lại, trố mắt nhìn. Anh đang nói chuyện với một đấng vô hình nào đó. Gối quỳ, tay chắp, mắt đăm đăm nhìn, miệng mấp máy thì thầm. Dường như anh nghe thì nhiều, mà nói thì rất ít. Mãi tới khuya, bố con anh mới ngồi vào bàn ăn. Anh Saulo thân mến ơi,
Anh thấy tôi biết rất nhiều và rất rõ về anh. Nhưng anh có biết tại sao tôi biết nhiều về anh như thế không? Miễn trả lời nhé. Sau những năm tháng quên đời, để vùi đầu vào công trình nghiên cứu và cầu nguyện, tôi đề nghị anh trở lại với đời, để thấy đời vừa trắng vừa đen. Anh lặng lặng nghe tôi kể chuyện đời nha. Anh quên Jerusalem, nhưng Jerusalem chưa quên anh đâu. Từ đình thờ đến phố chợ, từ giới thượng lưu đến bọn khố rách áo ôm, cái tên Saulo của anh vẫn thường xuyên được nhắc đến để thương và để ghét. Các rabbi thì gọi anh là thằng phản bội, giới thượng lưu thì gọi anh là thằng du côn, giới Kitô thì ngẩn ngơ chẳng biết phải gọi anh là gì. Người hiểu biết thì bảo anh là người được tuyển chọn, nhưng đa số thì cứ nghe đến tên anh là họ lại nổi da gà lên. Ông Kê-pha mới bị các niên trưởng ở Jerusalem xì nẹt cho một trận. Anh là niên trưởng mà tại sao anh dám vào nhà một tên không cắt bì? Chuyện dài dòng lắm. Ông Kê-pha đang cầu nguyện trên sân thượng nhà ông Simon ở Giô-pê thì thấy một tấm màn lớn túm lại rồi từ trời thòng xuống. Trong ấy có lúc nhúc những con vật uế. Có tiếng người nói: bắt lấy, làm thịt mà ăn. Ông Kê-pha le lưỡi kêu lên: eo ôi, từ bé tới giờ chưa bao giờ tôi bỏ thứ uế ấy vào miệng. Đúng lúc ấy, có ba người từ Cesarea xuống, tự giới thiệu là người được đại úy Cornelio sai đến tìm ông Simon. Thì hóa ra ông sĩ quan ở Cesarea cũng được thị kiến bảo đi mời ông Kê-pha đến giảng đạo. Ông Kê-pha sợ quá, run như cầy sấy. Theo luật thì không tín đồ Do Thái nào được bước chân vào nhà người ngoại. Nhưng vì có hai thị kiến trùng hợp, nên ông Kê-pha liều mạng đi lên Cesarea cùng với ba đệ tử của ông Cornelio. Ông Kê-pha vào nhà ông đại úy Cornelio. Ông say mê kể chuyện về Đức Giê-xu và lịch sử cứu độ. Ông đang thao thao bất tuyệt thì thần khí của Chúa xuống trên thính giả. Họ nói tiếng lạ, ai nấy ngẩn ngơ nhìn nhau. Ông Kê-pha kể chuyện này cho các niên trưởng, những người vừa mới xì nẹt ông. Ai nấy đều ngỡ ngàng, cùng thốt lên một loạt: vậy thì thánh thần xuống trên cả người ngoại nữa sao? Vừa bỡ ngỡ, vừa mừng vui khôn xiết. Anh Solo ơi, anh nghĩ sao về chuyện này? Sự cố kỳ lạ ở Antiochia. Vào thời anh hung hăng bắt bớ con cái Chúa như sư tử đực vồ mồi, thì nhiều người Kitô phải bỏ chạy ra nước ngoài. Một số khá đông hội tụ ở Antiochia. Họ vừa tìm kế sinh nhai, vừa loan báo tin mừng. Vì lo làm ăn, vì lo loan báo tin mừng, họ quên bẵng cái tên Saulo của anh. Họ hết sợ anh rồi, vì Antiochia ở ngoài tầm vồ của anh. Không biết ai xúi dục mà bỗng dưng họ dám loan báo tin mừng cho bọn không cắt bì. Thế mà, lạ thay, người ngoại đón nhận tin mừng một cách hồ hởi và ồ ạt. Dư luận ở Jerusalem đang bàn tán xôn xao về vấn đề này. Vấn đề được đặt ra đó là có nên loan báo tin mừng cho người ngoại không? Tôi thuộc phe trung lập, nghĩa là không ủng hộ mà cũng không chống đối. Vấn đề quá mới lạ, tôi báo tin này cho anh để anh suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần. Hiện nay ông Kê-pha đứng về phe ủng hộ vì ông có kinh nghiệm bản thân ở Cesarea. Còn ông Giacobbe thì nghiêng về phe chống đối. Vấn đề thứ hai được đặt ra đó là khi người ngoại tin và theo đạo Chúa thì có nên bắt họ phải cắt bì và giữ luật Môsê hay không? Đối với chúng ta thì cắt bì là một vinh dự, nhưng đối với người ngoại, đặc biệt là bọn Roma, thì xấu hổ đến phải độn thổ. Thế mới khổ. Bởi vậy vấn đề còn đang đung đưa, chưa biết có kết quả được hay không. Dù sao thì ông Barnaba cũng đã được các niên trưởng trao công tác điều nghiên tại chỗ. Ông sẽ đi Antiochia vào tháng tới. Chuyện đời tôi kể cho anh đến đây là xong. Thân ái chào anh. Tái bút. Có một chuyện tôi quên hỏi anh. Tôi mới nghe lớn một chuyện vui vui mà chưa có bằng chứng cụ thể. Đó là bố anh hối anh lấy vợ và đã kiếm cho anh một cô gái xinh lắm.
Tôi cũng nghe lớn rằng anh cứ vô tư như người không có quả tim, đúng không? Nếu anh không thành thật khai báo thì tôi sẽ vào cuộc. Chờ đấy. Người đang cuồng say cùng ngựa đi Bách Hải giao hồi. Kìa Chúa hiện đến, này tại sao ngươi Bách Hải ta? Chúa biên đối ông Phao-lô nên nhân chứng rất nhiệt thành, để lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất gần xa. Hội thánh đứng bên chết vì sao.